kinh đô thời trang đông các đống đa hà nội có gì hết. Mặc dù là quần áo ở nhà tôi thì sắp chất đầy thành núi rồi, thế nhưng mà tôi vẫn thích đi mua quần áo. Cái cảm giác đi mua quần áo nó sướng. Mở bát bằng shop Hitman, ờ một trong những cái brand mà cũng khá nổi ở phố Đông Các. Nếu ông nào là tín đồ của TikTok chung, đấu hình ấy thì đây là một cái shop mà nó cập nhật đúng cái xu thế ở bên TikTok chung luôn. Bên này nhá, không phải là quần ống loe, thì là quần ống rộng mà nó không phải rộng bình thường đâu, bình thường là khoảng 24 25 đúng không? Ống này nó rơi vào khoảng 40. 40 công ạ? À. mét 65 như tôi chắc bơi trong cái quần này luôn. Ở đây còn có cả mấy cái item là denim form top mấy em này thì nó sẽ tạo ra tỷ lệ 1 phần ba cho nên là trông công hách dáng kinh khủng đây còn có cái quả fancy chưa nó bóng nhưng mà nó không phải bóng lộn đâu nó cứ kiểu lì lì ấy đánh giá cá nhân thì đồ bên này đẹp độc chất lượng nhưng mà giá hơi cao không tôi à? nghĩ là công ra đây thử đồ xong lên tao bao mà đặt có khi rẻ hơn ấy nhỉ tổng kết lại mỗi thằng mất hai củ cả cái phố đông các này thì có khoảng bốn năm mươi shop thế nhưng mà tôi chỉ vào những cái shop nào mà tôi thấy nó cũng hợp gu của anh em đấy nhá thiu clothing không có mấy ấn tượng lắm một vài cái đồ nó cũng là đồ chung thế nhưng mà nó hơi bị tạp nham nó không có gu kiểu cái gì đẹp thì bên ấy nhập ấy nó không có một cái gu nhất định kiểu đang minimal style xong lại sang retro xong lại pha một chút streetwear vào nên cải thiện nha à, giới thiệu với công đây là người yêu tôi nhé yeah. hành trình thì vẫn còn dài công cứ bình tĩnh tiếp theo thì chúng ta vào why not studio bên này thì sẽ phù hợp với những bác nào mà thích kiểu nhẹ nhàng trẻ trung đồ bên này thì chủ yếu là chọn màu trung tính cho nên là những ông nào da ngâm thì cứ mặc bình thường đồ khá là dễ mặc đấy vừa ra đến cửa thì tôi gặp người quen không ạ ông chủ ạ à. ông chủ set hôm nay Đến ở trong này thì nhiều giày dã man nói chung là toàn những mẫu mới thế nhưng mà nó là giày à, anh em hiểu rồi đúng không shop này sáng sủa nha ví ở bên trong rất là đẹp xịn như thế này này và cuối cùng trong hành trình này đó chính là Young green trang trí cửa hàng là phải gọi xịn con mẹ nhất cả cái phố luôn ấy. đẹp đẹp nhá đẹp lắm đồ bên này chất lượng mà giá cả cũng hợp lý ổn được nhất là mấy con áo thun bên này cái phần cổ nó dày cực và cuối cùng thì hành trình cũng đã kết thúc khuyên công nên đến đây để trải nghiệm một lần và thử đồ nhiều lên không mua cũng không sao đâu ở đây người ta không chửi như chợ xanh đâu mà lo nhá yeah.